hôm nay mình có mặt ở trên Tân Phú rồi. Để mình vô trong cái miếu bà. Đây là cái miếu. Hôm nay thuộc khu viên của miếu bà Chúa Xứ rồi. Để mình vô cái cây đẹp rồi. Cây đẹp thì nó bị gió thổi mà. Gió thổi nó ngã ngang như điện. Đồng hồ nghe. Đồng hồ nước.
cái đồng hồ nước đó. Rồi được rồi. Vô cắt đâu ơi. Vô cắt đi nặng nè. Cắt nhánh nó để nặng trong kia luôn thôi. Đây này cắt nhánh này nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đồ, êm quá. Có đường đó rồi chứ, không đường nào nữa chứ. Hết đường rồi. Rồi rồi, xuống đi. Cảm ơn. Bà đổ đấy mẹ ơi. Bà mới cúng bà. Bà mới cúng. Đoạn băng. Đoạn băng như bỏ cái xe. Bức gốc luôn thôi. Cậu cái.